Chào các bạn, mời các bạn đến với phần tổng hợp tin tức bóng đá chiều ngày hôm nay, mùng 1 tháng 8. Trong bản tin này mời quý vị và các bạn đến với những tin tức mà chúng tôi vừa mới cập nhật sau đây. Người kết nối huấn luyện viên Nhật với Thái Lan thừa nhận sự thật khiến cho cổ động viên Thái lo suốt vó. Chuyên gia Việt nhận định cầu thủ Việt Kiều nếu không đặc biệt thì không có giá trị. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải nhận xét thẳng thắn về Quang Hải. Câu Phượng nhận đánh giá tích cực từ phóng viên ghi hình ở câu lạc bộ Bỉ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe người từng kết nối huấn luyện viên người Nhật với Thái Lan thừa nhận sự thật khiến cổ động viên Thái Lan lo sốt vó. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan, ông Witthaya Lawhakun, mới đây đã chia sẻ về những khó khăn trong công tác chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam vào ngày 5 tháng 9 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu với trang khao sốt ông Witthaya Lawhakun, người có công kết nối ông Akira Nishino, người Nhật Bản với Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT, thừa nhận chiến lược gia người Nhật Bản vẫn chưa chốt được người trợ lý Thái Lan trong bối cảnh các đội tuyển nước này đang gấp rút chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 hay SEA Games 2019 cùng với đó là vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chuẩn bị sẵn vị trợ lý cho ông Nishino, đó là cựu thuyền trưởng đội tuyển quốc gia ông Sirisak và huấn luyện viên Sri Taro, dẫn dắt U18 Thái Lan. Tuy nhiên, cho đến lúc này, ông Nishino vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ lựa chọn ai làm trợ lý và nhiệm vụ cụ thể là gì. Ông Witthaya cho biết, "Chúng tôi đưa ra hai lựa chọn và để cho ông Nishino tự quyền quyết định, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa rõ ông ấy muốn bao nhiêu trợ lý người Thái Lan hay là cần người Nhật Bản. Chúng tôi có nhiệm vụ hỗ trợ hết sức cho tân huấn luyện viên bởi ông Nishino biết rất ít về các cầu thủ Thái Lan. Lúc này Chúng tôi đang gặp rắc rối vì các vị huấn luyện viên hiểu biết rõ về bóng đá Thái Lan đều có công việc riêng. Chỉ duy nhất có ông Sirisak có thể làm trợ lý toàn thời gian. Tuy nhiên, quyền bổ nhiệm ai là trợ lý vẫn phải để ông Nishino lựa chọn. Cựu thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan chia sẻ. Sau khi chính thức nhận lời làm việc với Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Nishino sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Thái Lan. Theo ông Vithaya, dù khối lượng công việc là khá nặng, nhưng nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ không bắt đầu tất cả cùng một lúc mà ưu tiên cho đội tuyển quốc gia. Ông Guita cho hay, điều đầu tiên ông Nishino làm là lập đội hình đội tuyển Thái Lan, bởi ở đầu tháng 9 tới sẽ có cuộc cạnh tranh với Việt Nam và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Sau đó, ông ấy mới chuyển sang làm việc với các đội tuyển trẻ để tham dự SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á. Huấn luyện viên Nishino đang trở về Nhật Bản Chúng tôi sẽ biết mọi chuyện hoạt động theo hướng nào khi ông ấy quay lại Thái Lan. Tuy nhiên, tôi cực kỳ lo lắng vì ông Nishino hoàn toàn không biết rõ về bóng đá Thái Lan. Nếu bên cạnh ông ấy có những trợ lý người Thái hiểu rõ về đội tuyển sẽ hữu ích hơn rất nhiều, ông A thừa nhận. Chuyên gia Việt nhận định, cầu thủ Việt kiều nếu không đặc biệt thì không có giá trị. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, các cầu thủ Việt kiều nếu muốn tìm chỗ đứng nơi đội tuyển Việt Nam đang ổn định thì phải sở hữu những tố chất rất đặc biệt. Đội tuyển Việt Nam sau những thành công vượt bậc ở các sự kiện bóng đá trong khu vực lẫn châu lục những năm vừa qua đang đặt ra mục tiêu tiến xa hơn với nền móng là thế hệ vàng được dìu dắt và phát triển bởi ông Park Hang-seo. Trong kế hoạch ấy, các cầu thủ Việt Kiều là một trong những phương án quan trọng nằm trong lộ trình chinh phục giấc mơ World Cup của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể nhất là chiến dịch vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, để có thể có được chỗ đứng trong một hệ thống thi đấu vốn đã ổn định, lại không hề thiếu những nhân lực có thể đáp ứng tốt yêu cầu của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Việt Kiều được cho là phải sở hữu những tố chất và kỹ năng đặc biệt vượt trội các cầu thủ nội. Khi cầu thủ mới lên tuyển, cần đặt họ vào đúng sơ đồ chiến thuật, tuân theo lối chơi và triết lý của ông Park Hang-seo. Rõ ràng, nếu cầu thủ Việt Kiều có chất lượng cao hơn thì chất lượng lối chơi sẽ cao hơn. Ví dụ vẫn là vị trí trung vệ. Nếu cầu thủ Việt Kiều có tầm vóc hơn Duy Mạnh thì sức mạnh sẽ hơn rất nhiều. Triết lý chơi bóng giữa thời ông Park sẽ không thay đổi lắm, nhưng chất lượng lại được nâng tầm. Nếu cầu thủ Việt Kiều có kỹ năng đặc biệt, kinh nghiệm đặc biệt, điều đó sẽ tạo ra lối chơi mới, đường nét mới. Nếu cầu thủ có tốc độ, sức mạnh tốt, có khi lại chơi bóng bổng tốt. Nếu cầu thủ Việt Kiều có kỹ năng, kinh nghiệm tốt thì sẽ phục vụ lối chơi tốt hơn. Các tiền đạo dứt điểm tốt được đào tạo ở môi trường chuẩn hơn thì tốt hơn là đương nhiên. Tờ VTC News dẫn lời chuyên gia Phan Anh Tú. Hiện tại, trong kế hoạch tuyển chọn nhân tài cho đội tuyển quốc gia Việt Nam phục vụ cho vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF đang nhắm đến tiền đạo Alexander Đặng hay thủ môn Philip Nguyễn. Khi nghe tin về phong độ tuyệt vời của tiền đạo cắm Alexander Đặng, ông thầy người Hàn đã lặn lội sang tận Na Uy xa xôi để trực tiếp xem dò cầu thủ này, nhưng lại ra về với cái lắc đầu thất vọng. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, sẽ rất mất công nếu đưa về những cầu thủ Việt Kiều không hơn nhiều về kỹ chiến thuật so với các cầu thủ nội trong nước. Đưa về thì phải tính xem cầu thủ Việt Kiều có chất lượng tốt hơn hay không mới là quan trọng. Liệu các cầu thủ đó có lối chơi tốt hơn, có đường nét hơn hay không đấy mới là lý do họ phải loay hoay tìm, nếu cầu thủ Việt Kiều không nhanh hơn Văn Đức, không khéo hơn Quang Hải thì cũng chẳng giải quyết được việc gì, ông Tú kết luận. Huấn luyện viên Lê Tuy Hải nhận xét thẳng thắn về Quang Hải. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng chung kết U23 châu Á 2018, Quang Hải trở thành một trong những gương mặt hot nhất của bóng đá Việt Nam. Thực tế, việc ghi nhận và vinh danh Quang Hải sau những giải đấu lớn là hoàn toàn xứng đáng và việc Quang Hải vụt sáng trở thành ngôi sao số 1 Việt Nam cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, kể từ sau vòng chung kết Asian Cup 2019 cho tới nay, phong độ của tiền vệ mang áo số 19 là rất thất thường. Mới đây, tác giả Gabriel Tan của tờ Ford Sports nhận định rằng Quang Hải có vai trò không nổi bật ở câu lạc bộ Hà Nội và cả đội tuyển Việt Nam. Thậm chí cầu thủ này chỉ thi đấu bình thường và kém xa đàn anh như Văn Quyết ở đại bóng thủ đô. Từ nay tới vòng loại thứ hai World Cup 2022 ở khu vực châu Á và đặc biệt là SEA Games 30 vẫn còn nhiều thời gian để cho Quang Hải cải thiện được phong độ để trở lại với hình ảnh của chính mình. Tuy nhiên, rõ ràng đó là một hành trình không hề dễ dàng bởi giờ đây, cầu thủ người Hà Nội là một ngôi sao lớn và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông cũng như người hâm mộ. Chia sẻ quan điểm về trường hợp của Quang Hải, huấn luyện viên kỳ cựu Lê Thụy Hải cho biết vừa qua tôi cũng biết được thông tin bầu hiển có trách quang hải xuống phong độ vì mất tập trung cụ thể là đóng quảng cáo thực ra trên thế giới cầu thủ họ cũng đi làm quảng cáo nhiều đó là chuyện bình thường các câu lạc bộ cũng luôn tạo điều kiện cho các cầu thủ có thêm thu nhập miễn là anh không ảnh hưởng gì tới chuyện tập luyện và thi đấu tôi nói ra lý do quang hải xuống phong độ có thể nhiều người lại ném đá nhưng cậu ấy theo tôi thể lực còn nhiều hạn chế khả năng qua người cũng chưa phải là tốt. Còn ở câu lạc bộ hay đội tuyển, Quang Hải cũng không phải là mẫu cầu thủ dẫn dắt đội bóng. Theo cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ thể công, có vẻ như Quang Hải đã bước lên đỉnh cao và giờ đang chững lại. Vì thế phải có người thúc đẩy và bản thân của Quang Hải cũng phải nhìn nhận lại việc mình phải phấn đấu hơn nữa. Sự nghiệp cầu thủ có phải lúc nào cũng đi theo một con đường bằng phẳng đâu mà trông gai nhiều thách thức lắm ai cũng trải qua những giai đoạn như Quang Hải và tất cả đều phải cố gắng vượt qua. Tất nhiên, để Quang Hải lấy lại được phong độ, cậu ấy cần sự hỗ trợ thay vì những sức ép như thời gian vừa qua. Nếu báo chí và người hâm mộ cứ gây áp lực thì Quang Hải sẽ mất niềm tin. Đó mới là điều nguy hiểm nhất. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải cho biết. Công Phượng nhận đánh giá tích cực từ phóng viên ghi hình ở câu lạc bộ Bỉ Phóng viên Lê Hồng Quang của Đài Truyền hình Việt Nam tại Bỉ khẳng định rằng Công Phượng là cầu thủ hay nhất Việt Nam hiện tại. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi tập mới đây của câu lạc bộ sint ngày 30 tháng 7, phóng viên Lê Hồng Quang của Đài Truyền hình Việt Nam đã tới ghi hình Công Phượng và phỏng vấn huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Bỉ. Trong buổi tác nghiệp này, phóng viên Lê Hồng Quang đã trả lời phỏng vấn của Sint-Truiden, kênh truyền hình của câu lạc bộ Bỉ. Công Phượng nổi tiếng ở Việt Nam, anh ấy là cầu thủ hay nhất thời điểm này. Anh ấy chơi rất tốt và sự thật là Công Phượng đang chơi bóng ở Bỉ là dấu ấn của bóng đá Việt Nam. Công Phượng có một lượng lớn người theo dõi trên phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là trên Facebook và Instagram. Phóng viên Lê Hồng Quang chia sẻ với đài truyền hình của câu lạc bộ Sien Truyền. Phóng viên Lê Hồng Quang cũng cho biết, phóng sự mà anh tới thực hiện tại câu lạc bộ Sien Truyền sẽ được phát trên truyền hình Việt Nam với khoảng 20 triệu người xem. Phóng viên kênh truyền hình của CNN Trading không quên nhờ phóng viên Việt Nam dạy cách phát âm Công Phượng một cách chuẩn xác nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.